video gây bão mạng của tiktoker lê bóng từ nano phiên bản lỗi và lố đến nguồn cảm hứng tích cực cho giới trẻ trong clip mới đăng tải của mình lê Bống đã thể hiện quan điểm đầy mạnh mẽ về hiện tượng bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội hiện nay có thể thấy nguồn cảm hứng cho video này đến từ chính bản thân cô một nạn nhân của bắt nạt bằng ngôn từ trong nhiều sản phẩm của mình và đặc biệt là video đóng giả nhân vật nano trong bộ phim Girl From Now Her trước đó, cô nàng đã gặp nhiều chỉ trích. Những chỉ trích này chủ yếu nhắm đến ngoại hình, diễn xuất của Lê Bóng và gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của nữ TikToker. Một số bình luận tiêu cực trong các video của Lê Bóng. Bắt nạt ngôn từ hay bạo lực ngôn từ không còn là khái niệm mới mẻ, thậm chí còn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Lê Bóng đã lựa chọn chủ đề này cho clip mới của mình với mong muốn thông điệp được truyền đạt qua clip sẽ thay đổi nhận thức của rất nhiều người về bắt nạt trên mạng xã hội. Ngoài ra, trong video của mình, nữ TikToker cũng lồng ghép nhiều thông điệp tích cực gửi đến người trẻ. Chúng ta có thể bắt gặp điệu nhảy giữa tay quốc dân, hình ảnh ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống Covid-19. Trong video của Lê Bóng những chi tiết cài cắm này đều nhắc nhở người xem quan tâm nhiều hơn đến dịch bệnh COVID-19 và những vấn đề khác của xã hội. Và trái với quan điểm của nhiều người, Lê Bống không phải một TikToker nổi tiếng vì tai tiếng, mà là một người sáng tạo nội dung tâm huyết, truyền tải nhiều giá trị tích cực. Cho đồ ngôn từ và những hệ lụy không ai ngờ tới. Trong quá khứ, công chúng và những trò đùa ngôn từ của họ đã nhiều lần mang lại nỗi đau cho các nghệ sĩ trên thế giới những lời lẽ lăng mạ của khán giả đã từng khiến công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift phải mất hơn một năm trời mới có thể quay lại với âm nhạc. Còn ở showbiz Hàn, có lẽ công chúng vẫn chưa thể quên được nỗi đau xót và bàn hoàng khi liên tiếp phải chứng kiến các nghệ sĩ tự tử vì trầm cảm. Trong số đó, Sully là trường hợp nhận nhiều chỉ trích nhất và có thể coi bạo lực ngôn từ chính là hung khí kết liễu cuộc đời cô. Đã là người nổi tiếng thì phải chịu chỉ trích là quan điểm phổ biến hiện nay, nhưng nó đang âm thầm giết chết người nghệ sĩ. Ai cũng cho rằng người nổi tiếng phải đối mặt với sự công kích, khen chê của khán giả mà không nhận ra rằng không ai đáng bị bắt nạt, dù họ có là người nổi tiếng. Video mà Lê Bốn đăng tải đã thể hiện rõ cuộc sống tinh thần của người nghệ sĩ khi chịu chỉ trích, và tất cả chúng ta đều nhận ra nó nghiêm trọng tới mức nào. Bắt nạt ngôn từ là nỗi sợ, không của riêng ai. Bắt nạt ngôn từ khiến nhiều người nổi tiếng rơi vào lo âu, thậm chí là tìm đến cái chết. Và mỗi lần có ai đó ra đi vì bạo lực ngôn từ, khán giả mới nhận ra mình đã cay nghiệt tới mức nào. Thế nhưng những người bình thường bị bạo lực ngôn từ thì ai sẽ thương xót cho họ? Một điều hiển nhiên là ai cũng có thể trở thành nạn nhân của bạo lực ngôn từ, nhưng những người nằm ngoài showbiz thường sẽ ít được chú ý và quan tâm hơn. Điều này khiến chúng ta phải thực sự suy nghĩ và lưu ý nhiều hơn về những phát ngôn những bình luận của mình trên các nền tảng mạng xã hội. Ông bà ta đã có câu, uống lưỡi 7 lần trước khi nói, thì trong xã hội hiện nay, mỗi ngày hãy uống tay 7 lần trước khi bình luận. Có thể nói, video của TikToker Lê Bóng đã khiến nhiều người dùng mạng phải giật mình và suy ngẫm về vấn đề này, rằng chúng ta có đang vô tình biến những ngôn từ của mình thành vũ khí hại người khác hay không? Không còn là một nano bản lỗi và lố lê bóng đã thực sự chạm đến một vấn đề bức thiết và mang lại giá trị đích thực mà một người nổi tiếng phải truyền tải